keo mèo số 5 của nữ. Tô Nguyễn Thị Hiền của Bắc Giang mang trang phục cát tường đỏ giữ. Gặp Tô Nguyễn Ánh Tuyết của Hà Nội mang trang phục cát tường xanh chi theo. Mời hai đô vào nghe trọng tài chống xe đạp. Trọng tài chuẩn bị, các đôi chuẩn bị, trận thi đấu bắt đầu. Nguyễn Thị Ánh Tuyết của Hà Nội đã thắng giải lèo số 5. Xin trân trọng và kính mời ông Tạ Bá Dũng, đại diện tổng trọng tài, lên trao lèo số 5 cho đô Nguyễn Thị Ánh Tuyết.